lên được dăm. Ông lấy cái đây. Không, ở đây là đang quay phim rồi. Đấy. Chào các bạn. Hôm nay đến thăm nhà bác Đào ở Giang Biên, Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Đấy. Thấy có cây lục vườn rất là đẹp. Đấy. Bác nào mà phải nói là các cái bông tay rất là kỹ, rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Đấy, nó đang bật mầm. Tới nay các cái mầm nó tung lên, cánh lộc nó tung lên một chút nữa thì nhìn thì khỏi chê các bạn ạ. Mình sẽ quay chi tiết gần vào cho các bạn cùng quan sát. Đây, các bạn nhìn những cái bông của cây lục vườn mà nó bác làm là được là nhiều chi dăm như thế này và thân thì rất mềm luôn. Đấy. Đấy, các bạn nhìn. Đấy. Rất là nhiều dăm. Dăm rất dày như thế này, lộc đang lên này. Đây các bạn nhìn này, lộc đây. Đấy. Khi mà lộc nó lên như thế này thì có các bạn nhiều lộc thế này thì nhìn bắt mắt cực kỳ luôn. Đấy, rất tuyệt vời. Đây. Đấy. Dăm rất là dày. Đấy. Dòng cây lục vườn này nó dạng ít dăm, ít thế mà bác làm được rất dày như thế này. Đấy, cũng là một cả một quá trình thời gian các bạn ạ. Đấy, cây thì cũng khá mềm, răng siêu đây. Đấy. Cái cây này khi nó bật lộc lên thì nhìn phải nói là rất là tuyệt vời. Rất thích mắt. Đây là tổng thể của cây. Đấy, rất là đẹp. Đấy, tiếp theo mình giới thiệu với các bạn một số cây bonsai mini nữa nhưng cũng rất là đẹp và giá trị. Đấy, trước mắt các bạn đây là một cây hoa giấy. Đấy, đây nó đang ở dạng phôi nhưng mà cũng rất khủng, rất đẹp. Các bạn nhìn bề rễ thân cũng rất già. Nó có cái dài như thế này. Đây là một trong những dòng hoa giấy hai màu các bạn ạ. Và đây mình thấy một cây cây lục vườn mini. Cây lục vườn mini này mà nhìn cũng rất thích mắt rồi. Rất là mềm. Bạn nhìn cái củ này. Đây là chắc chắn là cái cây lục vườn hạt rồi. Đây là cái củ rất là to. Đấy. Thân được bác uốn lượn rất là mềm và rất đẹp mắt. Rất ấm cây. Đấy. Chỉ hiện nay là lộc đang nảy rồi. Chỉ vài hôm nữa nó bung lá tím tím ra thì hết sức là đẹp mắt các bạn ạ. Tiếp theo mình giới thiệu các bạn một cái hoa giấy nữa. Đều là dòng bonsai mini. Nhưng được bác làm cũng rất kỹ và rất mềm. Đấy các bạn nhìn thấy đoạn thân đi không? Rất là mềm luôn. Đấy, cây còn nhỏ nhưng mà rất mềm, rất đẹp các bạn ạ. Rất ấm cây. Đây là tổng thể của cây.
theo mình giới thiệu các bạn của cây xanh bonsai mini cũng rất tuyệt vời. Cây này gọi là cây trực huyền. Đấy. Rất mềm. Cây này cũng đã khá mịn, cũng thuộc hệ dòng xanh quả các bạn ạ. Tiếp tục mình giới thiệu với các bạn một cây si trắng, một cây dòng rất quý hiếm ở Việt Nam. Cây bonsai mini rất đẹp. Cây này mới được bác vừa mới cắt giật nhà lại để tạo sự cân đối và tỷ lệ cho các tay. Bonsai mini rất mềm. Kênh làm vườn giải trí. Tức là vừa làm vừa chơi, giải khuây. Gọi là giải trí mà. Các bạn thấy rất nhỏ nhưng rất đẹp. Về cái giống cây đã là đặc biệt, giống si trắng đã là đặc biệt rồi, mà cái cây thì cũng rất là mềm, rất là đẹp. Và tiếp tục mình giới thiệu với các bạn một số cây phôi của bác cũng rất là tương lai, rất là đẹp. Đây là cây hoa giấy. Đây là cây rành rành mini.
trời cho những cây đu đủ lên một tí. Đấy, cây đu đủ rất là nồn và rất sai quả các bạn ạ. Cây quất. Tiếp tục đây là cây xanh. Ở đây là vẫn là những cây mà dạng phôi bác đang dâm trực tiếp xuống vườn. Đấy. Tất nhiên là dâm nó sẽ có độ nổi nhất định. Đấy. Và trong cái bó bầu bao dứa các bạn đây. Đấy. Sau này những cái rễ nó ra ngoài cái bầu thì mình cắt đi và cây vẫn được đảm bảo sống khỏe mạnh bình thường. Đấy. Phôi nhưng cũng rất đẹp các bạn ạ. Đây, những cái phôi xanh. Bẹ rất là đẹp. Đấy, những cái gốc phôi như thế này báo cáo các bạn là cũng rất là tương lai. Đấy, phôi rất là đẹp, gốc đệ rất đẹp. Đoạn bẹ, nhìn cái bẹ rất tuyệt vời, thân đi lên rất mềm. Những cái phổi rất khủng. Các bạn nhìn này. Đây này vẫn đang ở dạng phôi các bạn ạ. À, nhưng mà cũng khá đẹp. Tiếp theo là cây xanh bonsai mini. Thế thì đến thăm nhà bác có một số cái cây bonsai rất là đẹp và những cây phôi cũng rất giá trị. Thì mình cũng chia sẻ review với các bạn. Và thời gian cũng không cho phép thì mình cũng xin được dừng video tại đây. Chúc các bạn xem video vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Xin được tạm biệt các bạn. Thank you.